Hello, xin chào Trung, xin chào lại tất cả mọi người. Thì hôm nay chủ đề giao lưu thôi. Trung Hello, em ơi, chào Trung. anh Tơ Quang. Chào cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live tối ngày hôm nay. Qua đó chúng ta nhận diện và chúng ta thấy được là thông qua cái không gian mạng nó giúp chúng ta hiểu được thông tin, nắm được thông tin nhưng cũng không nên vội vàng. Cái thông tin nào mà chúng ta cảm thấy nó đang còn mập mờ thì cần phải có sự tìm hiểu nó kỹ hơn và nó đòi hỏi nó phải đa chiều khách quan hơn thì khi đó nó mới phù hợp. Hay là một ví dụ cuối cùng trước khi em xuống live nó là như thế này. Chúng ta thấy được là cái đợt vừa rồi cái ấn vàng của vua Minh Mạng ở bên Pháp đó. Thì ở đây thì em đồng ý là cái dòng họ Nguyễn Phước người ta cũng có cái văn bản. Đó là người ta có công bố là người ta có cái văn bản thôi. Chứ còn cái văn bản thì chúng ta cũng không được đọc. Và cái nội dung nó như thế nào? Người ta gửi đến cái nhà đấu giá đó. Và hiện nay thông qua các cái thông tin chính thống, các cái tờ báo chính thống, thì cái cơ quan của Pháp đó người ta đã đồng ý trao trả cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cái ấn vàng đó, và cái ấn vàng đó khẳng định nó cũng là gì, tài sản của quốc gia, của toàn dân, chứ không phải của một dòng họ hay một cá nhân nào. Thế nhưng mà có những thành phần á thì nó lên á, nó ví dụ như cụ Huy Hà Vũ chẳng hạn, nhờ nhờ nó viết thư, nó tác động này tác động kia thì Pháp nó mới trả. Rồi có những thành phần thì nó lên nó ca ngợi dòng họ Nguyễn Phước là nhờ dòng họ Nguyễn Phước như này như kia thì Pháp người ta mới trả. Thế nhưng mà chúng ta thử đặt ra hai câu hỏi thôi. Câu hỏi thứ nhất, nếu mà nói về về cái chủ thể đó, cái chủ thể pháp lý quốc tế, ở đây chủ thể thì nó có hai loại, cá nhân và tập thể. Thế thì cái giá trị chủ thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó khác không? Khác chứ. Bởi vì sao? Bởi vì chính phủ Pháp người ta có làm việc thì người ta làm việc với chính phủ Việt Nam. Chứ người ta không làm việc với một cá nhân nào cả, hay là một vài cá nhân, một nhóm cá nhân nhỏ nào khác mà không đại diện cho nhà nước Việt Nam. Là một. Thứ hai nữa đó, thế tại sao đó cái ấn vàng nó ở đó? Rồi các ông các bà kêu là nhờ đúng không? Đây là một trong những chiêu bài nó kích động này anh này. Nhờ cụ Huy Hà Vũ này hoặc là nhờ dòng họ Nguyễn Phước thì cái ấn vàng nó mới được trao trả. Thế tại sao người ta không trao trả cho cụ Huy Hà Vũ hay trao trả cho dòng họ Nguyễn Phước mà người ta lại trao trả cho nhà nước Việt Nam thông qua Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch? Đấy, chúng ta Đúng đặt rồi. câu hỏi rất 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 dễ hiểu là như vậy thôi. Thì ở Với đây đó lại nữa chung, với lại nữa chung. Nếu mà đã nhờ như vậy á, vậy tại sao ngay từ đầu á, lúc mà họ công bố đó, thì những thành phần đó không lên tiếng để can thiệp lấy cái ấn vàng cho riêng họ đi. tư cách Mà đợi tới gì lúc người ta quyết tâm người ta bán, mà đợi tới chính phủ vào cuộc, đợi tới chính phủ vào cuộc thì họ mới đồng ý họ trao lại cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn vấn đề ở đây mình chưa đề cập tới vấn đề là tiền bạc hay vấn đề gì cả, đúng không? Mà nó rõ ràng như vậy, ví dụ mà họ đó họ nhờ đó, vậy tại sao ngay từ đầu những con người bên kia, cụ Huy Hòa Vũ hoặc là dòng họ Nguyễn Phước á, không mạnh mẽ can thiệp để cho họ trả ngay đi, thì cái này nó đúng cũng không? rất dễ hiểu thôi anh, rất rõ. Thế nhưng mà em hiểu ở đây đó là gì, theo như em hiểu thôi, hạn hẹp đó là gì, đó cũng là một cái chiêu trò thôi anh. Nó chiêu Đúng trò đó rồi. là gì, nó chiêu trò một là nó cũng tạo muốn tạo ra cái gì, nó tạo ra một cái sự chia rẽ. Thứ hai là gì, thứ hai nữa là nó là gì, nó mục đích của nó cuối cùng Bác nó bỏ vẫn vai là gì, trò. bác bỏ vai trò của nhà nước, của chính phủ, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là nó Nó đưa phải nó lên. nhờ đó, đấy nó bác bỏ đấy, thực tế là cái mục đích cuối cùng nó vẫn là vậy thôi. Chứ còn bây giờ chúng ta đặt ra hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất này, em chưa từng nghe bất kỳ một thành viên nào thuộc dòng họ Nguyễn Phước người ta lên công khai người ta khẳng định là nhờ dòng họ tôi mới lấy được cái ấn đó về, chưa bao giờ nghe thấy và cũng chưa 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 có nha. Đúng rồi, tôi Thì cũng theo dõi chúng nhiều nhưng ta mà chưa thấy. đó, đó là thứ nhất. Thứ hai, bây giờ cù Huy Hà Vũ đi, bây giờ bảo là nhờ cù Huy Hà Vũ, ok. Thế bây giờ thử hỏi cá nhân cù Huy Hà Vũ ở Mỹ là cái gì, là cái gì, Là thằng lưu vong. cũng 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 không biết là đã có quốc tịch Mỹ hay chưa nữa cơ Đúng rồi, đúng rồi. đấy. Thế thì thử hỏi anh lấy cái tư cách gì để anh làm việc với chính phủ Mỹ hay một cái cơ quan quản lý về di sản của Mỹ đi,
hay là một cái cơ quan nào đó người ta quản lý về cái đó, thì anh làm việc bằng cách nào? Tại sao ngay từ đầu đó, đúng không? Ngay từ đầu các anh không, khi mà có thông tin phát các anh bay thẳng sang Pháp luôn. Đó, các anh Đúng làm các rồi. cái buổi làm việc rồi là bằng những cái công hàm, bằng những cái văn bản, rồi là bằng những cái Những cái thủ nguyện buổi thư. đấy, thủ nguyện thư để mà đưa lên cho nó hoành tráng, để cho nó phù hợp. Nó không khác gì cái chiêu bài mà Đào Minh Quân bảo kiện Trung Quốc được ba mươi mấy ngàn tỷ cả. Toàn là những cái điều mà nó hão huyền, nó giống kiểu nó ảo tưởng về 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 cái vai trò của bản thân mình, tự nâng mình lên trong khi mình chả có cái giá trị gì cả. Thì cái điều này nó rất là dễ hiểu đối với những thành phần đó. Mà nhắc đến em lại nhớ nữa, tại sao đó các anh, nếu mà nói hơi xa một tí nhá, thì có phải là cái Việt Nam Cộng Hòa đó là trên cái cơ sở của quốc gia Việt Nam không? Quốc gia Việt Nam, đế quốc Việt Nam do Nhật lập lên, chính phủ Trần Đồng Kim đấy, rồi sau thành lập Pháp nó lại thành lập ra cái quốc gia Việt Nam đấy, có phải là Bảo Đại không? Thế thì Bảo Đại làm quốc trưởng thì hồi đó có phải là Bảo Đại chính là ông tổ của cái hội bây giờ không? Đúng Đúng là rồi. đúng gì nữa. Thế là bây giờ chúng ta nhìn lại là ngay cả cái mộ của Bảo Đại ở bên Pháp đó, con cháu còn được gọi là ông tổ sinh ra cái hội gọi là Việt Nam Cộng Hòa này này, đã lo lắng được đến đâu rồi. Năm nào cũng kêu gọi quyên góp này kia, sao ngay từ đầu không không kêu gọi quyên góp ở bên đó để sang chuộc lấy cái ấn ấn vàng mà của ông vua Minh Mạng, nó gọi là ông tổ của ông tổ nữa cơ. Đấy, về mà làm những cái văn bản mà đóng dấu cho nó hoành tráng, đúng không? Mà để lại để Pháp người ta trả lại cho Việt Nam thế. Đấy, chính những từ những cái chi tiết đó chúng ta mới thấy được cái hội này cái bản chất nó như thế nào. Cái bản chất thực sự nó như thế nào. Nếu mà tính ra cái người ấy, cái người mà ông tổ mà sinh ra cái hội này này là phải gọi đến ông Bảo Đại. Mà đấy, đối xử với ông Bảo Đại như thế nào qua cái ngôi mộ của Bảo Đại chúng ta theo dõi ở Pháp chúng ta biết thôi, đúng không ạ? Cũng nhờ một vài người người ta quyên góp, người ta nâng cấp lên được một tí. Rồi đến cái ấn vàng này cũng vậy. Nếu cái ấn vàng này thì có mấy khoảng 72 tỷ, gọi là tính ra khoảng 2 đến 3 triệu euro à, hay là đô la gì đó. La Mà nó trong cũng khi khoảng đô la. đó đó thì mà trong khi đó Đào Minh Quân vừa kiện đâu được ba mươi mấy ngàn tỷ cơ mà, ngàn tỷ đô la cơ mà, thì 38 ngàn bỏ ra tỷ. 1-2 triệu đô thì nó là con muỗi, đúng không? Thế sao không lấy cái ấn đó về, xong rồi lâu lâu lại viết cái văn bản gì đó, xong cầm cái con dấu đóng cái cột phát, có phải oai không, hoành tráng Đúng rồi, không? Ở đăng đấy cơ gì đó rồi tới đăng ngày đăng cơ. cơ mang 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 cái ấn nó ra để đóng mộc để công bố thiên hạ, bố cáo thiên hạ, đúng không? 10 tháng 11 Đào Minh Quân đăng cơ mà nay là 17 thì 17 tay rồi sao không thấy ta? Làm gì có tiền Không, mà nhưng đăng mà cơ biết chứ. sao không? Có thể là tại vì chắc anh Thượng Nhất với Trung nghe không rõ 10 tháng 11 nhưng mà chắc họ quên nói năm nào. Có năm nay thì Cũng cho có đúng không? thể, cũng có Nhưng mà thể. nó dở quá. Đó Người ta chỉ nói 10 tháng 11 thôi nhưng mà người ta chưa nói năm nào, ai biết năm nào? thì thông qua đó đúng không? Chúng ta thấy được cái thực tế thực trạng nữa, chứng minh một điều nữa đó là gì? Cái vị trí vai trò của những cái người này này, những cái người mà chuyên lên gọi là ảo tưởng ở trên không gian mạng đấy, tự cho mình là những thế này, người này, người kia, rồi lập ra những cái hội này, nhóm nọ đó, thì thực sự là như thế nào? Ở các cái quốc gia đó có giá trị gì không, đúng không ạ? Có giá trị gì không đấy, chúng ta cứ nói ngắn gọn thôi. Các anh là công dân ở các nước đó mà các anh cứ quay về các anh bảo là tôi đóng góp cho nhà nước Việt Nam để nhà nước Việt Nam thay đổi cái này cái kia. Thế bản thân các anh đã được cái gì rồi, đã có những cái thành tựu to lớn gì rồi, về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, có thành tựu gì chưa? Ở các quốc gia của các anh ấy có những cái vấn đề đấy đấy, thế các anh đã đóng Đúng góp đấy, cho chính phủ để người chung ta cá thay nhân đổi này, chưa, đúng không chung ạ? chung Thì chung cá đó là nhân những cái mà, dạ con chia sẻ nốt, con xuống xíu, không thì không đó không là những chú cái chú mà chú chúng ta. xíu nè, chú nói chút xíu nè, nó thành tựu cao lắm, nó bây giờ nó là nó đang ở giữ chức là ban chủ cái ban và các phân đà trưởng, các trưởng phân đà của các của cái ban của bên Mỹ. Rồi mời Trung nói tiếp, thành tựu của nó là Dạ, vậy. đó thì chúng ta thấy được ngay là gì, nói thì ai cũng thể nói được, nhưng mà để mà chứng minh được á, thì nó rất khó, nó rất khó ở trên nhiều phương diện. Bây giờ chúng ta nói gì nói, không riêng gì nhiều thành phần cho rằng là phải là ra quốc tế là phải căn cứ luật này công ước kia, ngay kể cả trong nước chúng ta cũng vậy, có nhiều thành phần đó
cứ lên bị bôi chê bai nhà nước, thậm chí là trước đây đã từng công tác có học hàm học vị, bây giờ nghỉ hưu, tiền thì tiền lương hưu thì vẫn nhận nhưng mà vẫn chê bai đúng không ạ? Thế chê bai bây giờ hỏi các anh là đóng góp những cái phương pháp gì để cho nó phát triển hơn hay là để cho nó tốt hơn đi, thì lại chả có phương pháp nào cả. Thế thì nói như thế thì ai chả nói được, nếu mà ngồi để phê phán thì nói thật ai cũng có thể phê phán được. Bởi vì sao? Mỗi người một quan điểm, khi nhìn vào một vấn đề ấy, thì có thể người này sẽ thấy cái màu này là phù hợp, ví dụ cái khăn trải bàn đi, có người thấy cái màu xanh nó sẽ là phù hợp, nhưng có người người ta thấy màu hồng là phù hợp, có người thấy màu đỏ nó sẽ phù hợp. Thế nhưng tùy vào một cái điều kiện hoàn cảnh thì các anh sử dụng cái màu nào, chứ không thể là các anh cứ bảo theo tôi cái màu này nó phù hợp, bây giờ các ông cứ thử đến cái đám tang nhà người ta mà ông sử dụng màu hồng màu đỏ xong người ta có đánh nó dập mề đâu, đúng không? Nó phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh nữa. Đấy là những cái mà chúng ta thấy rất là rõ ngày hôm nay, những cái thành phần mà nó cứ lên nó bảo là thế này thế nọ rồi nó chê bai đó, các anh chê bai thì các anh sang các cái nước mà các anh khen nó mà sống, ai cấm các anh đâu, sang đây xong các anh phát triển lên, các anh trở thành những người đứng đầu về các cái lĩnh vực hoặc là một tập đoàn kinh tế lớn đa quốc gia đi, thì lúc đó các anh nói thì còn có người nghe đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ ông Bill Gates chẳng hạn, ông nói thì chắc chắn là sẽ có nhiều người thu hút được nhiều người nghe, bởi vì là gì? Bởi vì là ông có tài chính, là chủ, là những người là triệu phú, tỷ phú. Thế bây giờ ông thử ra xem là mấy ông homeless gốc Việt mà ở ở Cali với lại ở ấy đấy, và cái kênh mà chị Phượng Cali với các thứ chị đưa lên đấy, các anh ra đó các anh nghe xem là người ta nói các anh ấy, các anh có nghe không? Người ta ra người ta dạy cho các anh làm cái này cái kia, các anh có nghe không? Các anh toàn là làm những cái chuyện mà chúng ta thấy nó trên trời, nó không phù hợp. Nếu như mà các anh thực sự giỏi như vậy đó, là xin thưa đó, là chính phủ các nước người ta bế các anh lên rồi, bế các anh lên ít thì cũng ghế bộ trưởng rồi, không thì cũng phải là tầm ví dụ như ở Anh bây giờ là có thủ tướng gốc Ấn Độ rồi đúng không, chứ không phải là các anh cứ ngồi hàng ngày các anh lên mạng các anh đi dạy người khác như vậy. Thực ra dạy khôn thì dễ, ai cũng có thể dạy khôn người khác được, ai cũng có thể vẽ ra được một cái chân trời, một cái tương lai, một cái xã hội nó tươi sáng. Thế nhưng để thực hiện cái điều đó nó cần phải có những cái yếu tố gì, nó cần phải 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 có cái phương pháp như thế nào, thì các anh lại không nói. Giống như các anh bảo sang Mỹ dĩ nhiên có nhà lầu xe hơi, thế nhưng mà hỏi lấy ở đâu thì các anh không không chỉ. Rồi các anh bảo tôi là gì, là dư luận viên Ba Cụ ấy, tôi hỏi lấy Ba Cụ ở đâu các anh cũng không nói. Các anh phải nói cho tôi biết là tôi lấy Ba Cụ ở đâu để biết đường, hàng tháng tôi có thêm tiền tôi đi uống cà phê chứ đúng không? Thì cái đó là thực tế mà ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rất là rõ trên không gian mạng, và đặc biệt là những cái thông tin chúng ta tiếp cận thông tin nó vội vã thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó cũng là một cái chiêu đúng không ạ, một cái chiêu trò mà nó kích động rất là cụ thể đối với từng bộ phận một, đặc biệt là khi đã liên quan đến quyền lợi, đã liên quan đến quyền lợi của cá nhân thì dĩ nhiên chúng ta phải giữ, và khi chúng ta giữ đó thì vô hình có thể chúng ta sẽ trở thành một trong những cái công cụ lợi dụng đúng không ạ. Đó là những cái mà em muốn chia sẻ như vậy, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và chú Thượng Sĩ Nhất cũng như cô chú anh chị đã lắng nghe, thì em xin phép em xuống live một chút, em đang có việc, thì nếu như tí rảnh em lại lên. Ok Trung, cảm ơn Trung nhiều nha. À, chào Thượng Nhất, sao hồi nãy mới lên tí sao lại rớt xuống vậy? Nãy bị gịch, nãy Bị có gịch người hả? gịch, gọi bằng Messenger gịch kéo xuống rớt 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 lóng liền, kéo càng hả? Bị kéo càng rớt hả? kéo càng rớt xuống. Còn cái lý do mà tại sao bị chửi là ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mà tôi đưa lên status á, là có cái thằng này nè thì có cười. Chưa nói thì cười gì, thằng đó ở đâu, thằng đó ở đâu? nó bên Mỹ, nó chắc khoảng À, bên 40 Mỹ tuổi luôn mà hả? nó không có lấy tên thiệt, mà giờ tôi cũng không nhớ cái nickname của nó nữa. Nó mới livestream, nó livestream về cái vụ mà hai cái cây bút chì mà nó cắm qua bên đất Bà Lan á, mà nó nội dung đó, nó nói nó cho rằng song song quyết một, nó cho là Nga bắn chứ không phải là Ukraine, rồi nó chê là Nga là hèn không dám nhận, sợ NATO, ôi như này đủ thứ rồi nào, nó nói thao thao bất tuyệt. Nhưng mà nó nói ra cái biết, nó lòi ra cái khôn lẹ của nó dữ lắm. Nói này thì tôi có ghi trên status đó,
nó thì tôi tức quá rồi tôi mới chọt nó một câu, nhưng mà thôi nội dung tôi chọt nó thì nó không có nói tục, tôi không nói tục, nhưng mà cái tôi chọt nó thì nói nghe cũng đây nó cũng tế nhị lắm, thôi tôi không nói thì nó mới tức, nó chửi tôi, nó nói ăn cơm quốc gia từ ma cộng sản, nó chửi thề luôn. Nó thấy nó thấy tôi cái nick là thượng sĩ nhất đó, nó tưởng tôi là hạ sĩ quan ngụy, lên nó ừ đó hiểu rồi, đại ý nó là vậy đó đó. Cái tôi nói xong nó đạp tôi xuống luôn, rồi mất hồn mất vía, có nói gì được, có comment gì được nó đâu, rồi nó cũng xóa luôn cái comment luôn. Này cười khoái cười quá là tôi chọc Ăn cơm quốc gia nào, quốc gia, quốc gia nào. rồi. Là tức cười đúng không anh Thử, như mọi người tức là qua cái câu chuyện với lại cái clip lúc đầu em đưa lên thì ở đây cho chúng ta thấy rõ ràng là gì, giống như Trung nói, họ lên không gian mạng họ ba hoa đó, nào là gì dòng máu lạc hồng ha, nào là chánh nghĩa quốc gia ha, vân vân mây mây, nào là cái gì đấu tranh cho Việt Nam, rất là đao to búa lớn. Thì thực sự cái clip để em đưa đó, qua nội dung clip đó, mặc dù rõ ràng anh em chúng ta thì cũng không hiểu hết là cái chủ clip họ nói cái gì, nhưng mà đơn thuần qua những hình ảnh và những cái biểu cảm đó, trong cái câu chuyện mà cái clip họ đưa, nội dung trong hình ảnh trong clip họ đưa, thì chúng ta có thể thấy đó là một con người ở một cái quốc gia xa xôi nào đó không mang dòng máu Việt Nam, đúng không, mà cô ta còn hiểu được, biết được như thế nào về gọi là cái tinh thần Việt Nam ấy, không chịu khuất phục và đấu tranh rất là kiên cường để giành lại cái nền độc lập hòa bình cho đất nước, đúng không ạ? Thì những con người kia thì nói về xấu hổ hay biết nhục thì chắc chắn thì họ cũng chẳng có biết nhục đâu rồi. Thực ra thì nội dung đưa lên để anh em chúng ta làm, chúng ta giống như cái tiêu chí anh em chúng ta đã xuyên suốt từ từ trước đến giờ thứ nhất, đó là gì, để mình giữ lại những cái tư liệu gì đó cho những thế hệ trẻ mai sau họ họ có xem được, thì họ cảm nhận và họ nhìn nhận về cái quá trình đất nước Việt Nam chúng ta được ngày hôm nay là do đâu, đúng không ạ, do đâu, và đã biết bao nhiêu xương máu của cha anh đã làm xuống, đúng không ạ? Và rõ ràng trong đó có cả câu chuyện đó là gì, cái tinh thần á, cái tinh Chào thần ơi, của vậy người Việt nha. rất là cao. Xin chào ai về.